mẹ bẻ mua điện thoại mới. Anh bạn tên gì anh bạn? Dạ vâng, con chào cha, con kính chào cộng đoàn. Con là du xe Phạm Văn Thành ạ. Anh Thành bao nhiêu tuổi, đâu Thành? Dạ con năm nay 32 tuổi, con quê Thanh Hóa. Thành được ơn gì chia sẻ cho mọi người. Anh kia là 8 năm chia lạc, Thành có bị là lạc chia không? Dạ vâng, con cũng giống anh ấy nhưng mà con bị 11 năm. Thưa chị em, chúng ta có con chia lạc là 11 năm. Anh kia là dính vào ma túy, con dính vào cái gì? Con chỉ đá với ma túy ạ. Con chỉ có đá với ma túy rồi 11 năm. Và nhờ đâu mà con được ơn thoát khỏi cái đó. Hôm nay con đến giao điểm tin mừng, nói to lên. Thưa cha, là cách đây khoảng 3 năm ạ. Con nhắn tin cho cha, lúc đấy con đang nghiện. Và mới nhắn tin cha ơi, con đang nghiện, cha cầu nguyện cho con với. Thì sau trong cái tuần đó thì con cảm thấy có một cái gì đó biến đổi con ạ. Và cũng thời điểm đó thì con với người nghiện cho con thì mấy khi mà lấy được vợ. Nhưng mà may đến thời điểm đó con lại được lấy được vợ. Mà lại con lấy được, lại cũng may mắn là do Chúa ăn bài con lấy được người bên Công giáo ạ. Chứ con mà lấy bên lương chắc nó bỏ. Vậy con là bên giáo hay bên lương? Dạ con là bên giáo ạ. Dạ vâng, thì con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã xe duyên cho chúng con. Vì bây giờ thì cũng đó là cái động lực mà Chúa muốn cho con phải sống có trách nhiệm hơn, có ý chí hơn để lo cho gia đình. Thì con cũng từ thời điểm đó con cưới vợ xong là con bỏ đến đây được là 3 năm 2 tháng ạ. Rồi hôm nay sao con biết giáo điểm tin mừng mà con lặn đầu đến đây, mặc dù trước đó cách đây 3 năm là anh bạn ấy chỉ có nhắn tin cho tôi mà thôi. Chúng tôi chưa có gặp mặt nhau, chỉ có nhắn tin. Và anh đã được ơn Chúa giải thoát khỏi 11 năm ma túy, lại cưới được vợ là người Công giáo. Và từ đó anh ấy có trách nhiệm làm cha, đã làm cha chưa? Dạ con làm cha rồi ạ. Và anh quyết tâm là bỏ từ đó. Hôm nay sau 3 năm anh ấy quay lại đây để tạ ơn Chúa và làm chứng. Làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh lặn lội từ Thanh Hóa đến đây? Thì cha là con biết cũng lâu rồi, cũng 4-5 năm về trước. Nhưng mà con xem trong YouTube đấy cha. Vâng, con cũng biết nên con mới nhắn tin cho cha. Con để cha cầu nguyện thì cũng may mắn là được theo ý của con. Đây, tôi để tặng cho anh cái lịch mới nha, giáo tin mừng. Anh và gửi tặng cho anh một tấm ảnh lòng thư xót. 11 năm anh đã bỏ Chúa, hôm nay Chúa kêu mời anh quay trở về. Tấm ảnh nhỏ này anh có thể để mặt bàn vì nó có cái đế, anh để đâu cũng được để nhắc nhở anh rằng là Chúa luôn yêu thương anh nha. Rồi, cầm lấy đài còn không? Dạ đài dần, bố con còn, bố con còn. Anh có không? Con thì ăn riêng, con chưa có nhưng con xem YouTube ạ. Hallelujah. Gì đâu, thích gì đâu. Rồi xin Chúa chúc anh cho anh. Rồi xin mời.